iPad hết rồi, iPad hết pin rồi, không có ai hát cho một người nghe ngoài tôi đâu. Để em hát cho mọi người nghe nha. Trời, cái đầu nó vẫn không có được. Nó phải như này chứ. Nó không được như này. Quá chán. Nó có hơi sợ hơn. Máy chị là máy gì hả? Máy chị là máy chó táp 7 ngày không tới. Nó có ông giọng như vậy mà tới cái gì? Chị không biết nữa. Em cứ đi ra cắt cái máy ngố là được. Chị kêu là chị muốn cắt cái máy ngố, nhưng mà đừng có ngố cái chị thương ở bên Swan á. Cắt cho chị cái máy ngố mà nó không có ngố. Nó hơi thôi, cũng chưa ngố lắm đâu. Hơi thôi. Chị không bộ thun thì nó có bị bong đâu không? Không nha mọi người, tại Tommy cài rất là nhiều kim trên đầu. Nè, rất là nhiều kim trên đầu luôn. Đây là một cái tip của tôi là tôi không bao giờ xài thun. Tại vì á, nếu mà xài thun á mọi người thì nó sẽ bị chằn cái dây. Á! À! Tommy ơi! Trễ rồi em ơi! Trời ơi, Tommy ơi cái gì vậy? Đây, trời ơi, bụng tôi kêu. Trời ơi, quê quá. Gì vậy nè? Xù rồi nè. Chán Tommy quá à, Tommy ơi. Chán cà phải làm sao hả? Một ly tea ở chán. Nói chung là Tommy thấy là một ly tea ở chán là mọi người phải giữ chỗ đó cho nó thoáng, thông thoáng, sạch sẽ. Nhưng mà nếu mà mụn nhiều quá thì bác có thể để máy để che nó nha. Còn không á, ai mà bị chán cao quá, nếu mà ai mà chán cao á thì rất là nên để máy ngố. Tại ai mà chán cao để cái máy ngố nó sẽ rất là đẹp. Tôi là chán tôi hơi bị thấp đấy, nên là thường nhìn trong hình là chụp hình đẹp vậy thôi, chứ ở ngoài cũng không đẹp lắm đâu. Tại cái chán thấp quá nên là sẽ thấy cái mặt mình nó nhỏ xíu, nó tối hù à, nó không có được cân lắm. Tại cái phần như này nó cũng còn không có nhiều. Trời ơi, cái này chắc quăng xuống luôn. Ước gì nó không cong nữa. Đừng cong nữa, tôi mệt quá đi. Nhạc chuông chị làm sao hả? Nhạc chuông chị thấy chị hết lắm em. Chị hết ai mà I love you, I love you, hi 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 hả? Làm sao rồi? Nha. Trời ơi, máy ơi, nghe lời ta đi, máy ơi. Máy thật là ngu ngốc, máy không nghe lời ta. Xong rồi nè, gia đình ơi. Thế là hết. À không, chưa hết, vẫn dĩnh nha. Ghét quá đi, tháo này đã ra không được. Hợp lý chứ. Sao mà thông minh quá vậy? Nó đỡ hơn rồi đó. Đỡ hơn nãy rồi, đúng hơn cái này nó phải xuống vậy nè. Mới đẹp. Bây giờ Tommy không có đi à, phải đi sự kiện của brand nào. Phải đi sự kiện của brand nào không nhớ nữa. Mọi người đợi tôi nha, để tôi check lại nha. Tại hôm đó đồ là tôi nhờ team của tôi nữa. Tôi không có nhớ brand. Tôi sẽ check lại. Mà giải cái máy ngoài chứ cả nó sáng quá. Thiệt á. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ thay đồ. Cho nên là mọi người có chậm được không? Thì mà không chờ được đâu. Cho nên là thôi, cho mình phải bye bye nhau rồi. Bye bye nhau nha. I love you. Trong thời gian đó mình phải đánh kem dưỡng da, make up tông up. Không, trong thời gian đó mình ngồi nói chuyện với mọi người, mình sẽ make up dưỡng da tông up. Tại vì mình ra đồ ruộng á, mà cái mặt mình, cái nồi nó trắng hơn cái người mình á, là người ta kêu là con nhỏ này nó ảo quá. Cho nên á, là con gái mình á, không những phải make up mặt,
mà còn phải vừa dưỡng da vừa make up người nha. Trời ơi, tự nhiên ngồi nói chuyện mà nó không có nhạc, nó kỳ kỳ á mọi người ơi, nó thô thô kiểu gì á, nó không được tự nhiên cho lắm. Giống như cảm giác như mình ngồi trong cái phòng mà mình nói chuyện một mình á, nó kỳ kỳ. Chị xài tấm ấp gì vậy? Chị xài tấm ấp của Kayofi, Kayofi. Còn trước chị xài của Heola nữa. Heola thì dễ, ok hơn. Em có thể xài Heola với sinh viên học sinh nha. Sinh viên học sinh thì Heola nó không quá trắng, nhưng mà nó có độ dưỡng cao. Nó cũng kiểu là trắng vừa đấy, nó không cần phải mấy kiểu make up mà để chụp hình bằng make up thì nó sẽ bị zoom ra mọi người, nó sẽ kiểu zoom cái da của mình ra. Còn mình đi học thôi mình đánh heo là được rồi, giá nó cũng dễ thở nữa. Cái này nó xài nhiều đâu dám xài. Cái này tên là car CARYOPHY. Dữ chưa? Hùng lắm. Ở nhà là hùng dữ lắm. Ở nhà là hay làm trò cười cho mọi người đó. Nên là mấy cái hình mà mọi người thấy mà hình hồi xưa của tôi, mấy cái hình mà chưa học thẩm mỹ á, chưa nâng mũi niềng răng, là mấy cái hình đó là đã ngày xưa đã không đẹp rồi. Cái thời gian đã vậy thì đã không đẹp rồi. Mà hả, ai mà bóc trần nhan sắc thật tâm nghi phạm mà lại đi lấy mấy cái hình mà kiểu lúc mà tôi đang diễn hài cho mọi người á, lại đi lấy mấy cái hình đó có ác không? Mọi người biết cái hình nó đang làm gì không? Cái hình đó tôi đang đóng vai con cám mọi người. Rõ ràng nó gắn bông trên đầu như thế, vừa gắn bông vừa dễ nút ruồi y cho con cám luôn mà còn làm xấu nữa. Thì Tommy thích là thường trong nhớ là Tommy sẽ là kiểu gây hài đó, thích kiểu nói chuyện gây hài đó. Mà hả, nỡ nào nghĩ sao mà úp cái hình con cám lên xong rồi kêu là Tommy khi chưa phục thẩm mỹ. Trời ác ô, quá ác ô với tôi. Nhìn cái này rồi, tạm biệt gia đình mình nha, tôi đi đây, hẹn gặp lại em một buổi live stream sau, maybe là buổi live stream tối nay hoặc là tối mai hoặc là tối mốt, không có biết tối nào, nhưng mà sẽ là trong nay mai và mốt nha. Bye bye. Bye bye đi.